mình ở đây lâu rồi nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên mình cào thiết. Tại tôi mấy lần trước là toàn chồng mình cào không à, chứ mình không có cào. Nay tại trời chưa có lạnh á, cho nên mình trải nghiệm mình cào thiết thử. Mình trải nghiệm mình cào thiết thử được không? Chưa con. Đây mày cào cho. Tuyết rơi đầu mùa nó không có nhiều, cào nha lắm. Nó này, em cài chỗ này nè, chỗ này với lại cái gương nè. Cái này đâu có cần bỏ cài gì để mình chạy chứ không anh? Không cái chổi nó brush thôi, đâu có sao đâu. Thì nó hơi dương thì đốt ăn này, nó xuống nó tan như mưa tuyết vậy nên nó ướt người nè. Gỡ cái kéo cái này lên nè. Kéo nó lên hả? Kéo nó lên xong rồi cào. Chưa có nhiều. Cái miếng riêng nha. Để anh gỡ anh kiến này. Rồi em cào cho anh kiến xuống. Kéo kéo ra ngoài á. Kéo ra ngoài đúng rồi. Cào nhanh là nhanh nè, tại em cào còn chậm á. Chứ cái này nhanh mà, quẹt quẹt 5 phút là xong rồi. Mới có 1 phút rưỡi à. Được chưa, lại không? Để anh cào tiếp cho. Còn xíu à. Chưa, phải chào hết kiến luôn mới thấy đường kính chứ, phía sau nữa. Còn trên cái kính dưới hậu kìa. Con xích ra con. Kính dưới hậu với lại kiến ngoài đây nữa. Đúng rồi. Tuyết đang rơi rất là đẹp nha các bạn. Nhìn xem nè. Bầu trời nay là tuyết đầu mùa mà nó vẫn cũng rơi dày vậy. Không cần cào, cào kính thôi để thấy đường chạy thôi. Rồi được rồi đó. Rồi đi vô, tới đây vô con ơi. Tới đây đi vô nè con. Rồi thằng tụi mình đi vô nha, lạnh quá. Còn khô ráo mà hôm nay là trắng xóa rồi, đường bắt đầu dơ trở lại rồi nè. Đường mà đạp thẳng vào đầu trường rồi đó. Đường này chạy đi cẩn thận. Trời này giống như là bão tuyết á ha. Sao thấy nó tối dữ ta. Bây giờ hiện đang là 9:15 rồi, chưa thấy sáng. Tuyết sẽ hết ngày hôm nay rồi ngày mai ngày mốt cũng có tuyết luôn nha. Chắc là sẽ không có nắng đâu, trời cứ như vậy 2-3 ngày tới. Có sương mù chứ. Tuyết rơi liên tục. Đường này chạy xe nguy hiểm lắm nha, cẩn thận. Chỗ này sửa đường. Hôm nay tụi mình đang đi trên đường tới nhà một người bạn nha. Cái anh bạn đó thì cũng mới qua, nhưng mà anh có tiệm làm tóc ở Việt Nam á, làm mấy chục năm rồi. Anh rủ qua nhà để anh cắt tóc cho. Nên tụi mình qua bên đó tụi mình chắc cắt tóc. Tại hôm nay chủ nhật á, cũng rảnh nên tụi mình đi vòng vòng lát tụi mình đi siêu thị. Mọi người thấy tuyết rơi bự chưa kìa. Này tuyết rơi to ghê. Rơi dày luôn á. Này mà riết tuyết rơi cả 2-3 ngày là cái đường cũng ngập tuyết á, dày luôn. Mùa đông rồi thì cũng không có thấy hào hứng khi gặp tuyết nữa. Chứ lần đầu tiên thì tụi mình thích lắm. Còn bây giờ thì thấy nó bình thường. Thấy nó bất tiện lắm.
đi ra đi vô cũng phải chùm trắng, rồi phải mang giày bảo hộ, rồi mang áo, rồi lung tung hết á, rồi phải cào tuyết trên xe, rồi bất tiện lắm. Rồi đi vô nhà thì nhà ướt nhẹp rồi. Mấy người mới qua thì cũng đang hào hứng thấy tuyết, nhưng mà trải qua mùa mùa đông rồi chắc không còn ai hào hứng nữa. Tại mùa đông bên này kéo dài quá. Tự tan cũng không cần cào, nó phải dày quá người ta mới cào. Tới rồi. Để tới nhà anh bạn mình đây. Nhà này là nhà thuê nguyên căn ha anh? Nhà này không là thuê trên bầu trên thôi. Ủa vậy dính basement người khác thuê hả? Ừ. Khu này khu hướng East này gần Costco hết không anh? East mới á, khu mới. Mấy khu nhà này đường mới xây không à? Còn mới lắm. Bởi vì cây cối nó chưa có lớn, cây nó nhỏ không à? Rồi tụi mình xuống nha. Trời ơi, cảnh đẹp chưa nè mọi người ơi. Nhìn mấy cái cây nè, trời ơi, nó đồng tuyết đẹp ghê á. Đừng nhìn đường nha, đường hơi dơ. Đường bao giờ mà mấy cây này nhìn động tuyết đẹp quá ha. Wow. Rồi cây kìa. Rồi nhìn hàng cây kìa. Giống như phim Hàn Quốc quá. Trời đẹp quá nè. Tuyết đầu mùa đẹp ghê. Cái này rơi xong nó bám cây. Động lại trên những hàng cây kìa. Đẹp ghê mấy cái thông, dễ thương. Nay giờ không có nắng. Đây là khu đường gần nhà mình. Cái này nó vừa có tuyết vừa có mưa á, trên cái đường nó hơi dơ. Dạ hết mùa thu đã về nè. Ôi trời ơi, đẹp chưa nè. Đẹp ha. Nhìn thấy cây đẹp. Đẹp ghê á. À, mê chưa. Này mình chụp hình lên thành đẹp lắm á. Đẹp quá. Này tụi mình nãy tính đi mang giày thường, nghĩ là chắc không đến nổi đâu, không có mang trang bị đủ ấm á, đi vòng thấy lạnh quá, giờ tụi mình về phải thay đồ thôi, phải mặc đồ ấm hơn rồi mang giày mùa đông vô. Chứ mang giày bình thường nó không có chống nước á, mang vô nó xuống tuyết thì nó ướt hết à. Trời đẹp chưa, cái hàng cây mê quá.